Em xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, đây là cái mặt hoa của cây giảo đa cúc đây ạ. Cái hoa rất là đẹp cả nhà. Cái hình là parabol, cả nhà nhìn cái nhị nó rất là duyên ha. Và đặc biệt cái hàng giảo đa cúc với cả nhà, hoa của nó rất là to. Mặc dù cái này là cái nụ gió nhưng mà nó nở rất là to và bông chùm không cả nhà. Đây, cái máy nhìn nó tàn rồi ha. Cái màu hoa cả nhà nhìn thấy rất là đẹp và cái nhị nhìn rất là duyên. Cái màu vàng là vàng hực luôn á cả nhà. Vàng rất là tươi ha, và đặc biệt là bông chùm không đó, đây. Nhưng mà cái loại giảo đa phúc này cả nhà giá nó cũng rất là hữu nghị ha. Bên vườn mai nhà em nhân được một số giống thì cũng giao lưu với giá chỉ có 90.000 một cây thôi. Thì sau đây xin mời cả nhà chúng ta hãy cùng xem cây giống nha. Nếu ai thích cái loại hoa này thì hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Rồi cả nhà, thì em vừa giới thiệu với cả nhà đó là cái mặt hoa của giảo đa phúc ha. Thì bên vườn mai nhà em cũng có một số giống cây nó cứng cáp khỏe hết rồi cả nhà. Loại này chơi tết được luôn á. Đây, em sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó, loại này chơi tết được luôn á cả nhà. Đó chính là giống giảo đa phúc ha. Cao tầm 30cm đi lên hết rồi. Loại này thì em bán với giá chỉ có là 90.000 một cây thôi. 90.000 một cây thôi cả nhà. Ba cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Đó, giảo đa phúc nha cả nhà, cao từ 30cm trở lên nha. Đây, em sẽ bước qua bên đây cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây, rễ thì nó cũng xử lý đủ kiểu nha cả nhà. Đó, đây, rễ nó nằm ở dưới thì do nhiều quá thì em cũng không có môi xí. Thì có những cái nó cũng lòi lên ha. Cây thì như thế này nè, hơn một gang tay rồi, sắp gang rưỡi của em rồi. Giá chỉ có 90.000 cây thôi cả nhà. Ba cây thì bên em sẽ bao ship nha. Ba cây thì bên em sẽ bao ship. Nó có những cây nó đang ra đọt rất là đẹp đây. Rồi, đó là giảo đa phúc nha. Đó. Rồi, 80.000 cây luôn nha cả nhà. Em tri ân khách hàng với giá 80.000 cây luôn. Ba cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. 10 cây thì tiếp tục tặng một ha. Đó. Rồi, thêm một cái loại nữa cả nhà. Một cái loại đó chính là cái cúc Tân Châu thì giá cũng 80 luôn nè. Tân Châu thì hoa chùm cũng rất là đẹp. Đó, giá 80.000 luôn ha. Loại này cũng chơi tết được luôn á cả nhà. Rồi, giá 80.000 nha. Cúc Tân Châu bông chùm, giá 80 một cây. Ba cây bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Rồi, 10 cây tặng một luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy loại này về chúng ta lấy bo liền được luôn nè. Từ tết nay chơi luôn ha. Giá chỉ có 80.000 thôi cả nhà. Quá rẻ rồi ha. Em thích cái loại cúc Tân Châu 24 đến 36 cánh thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha.